Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 tiếp tục kéo dài xu hướng ổn định cá cao đồng loạt cả ba miền, hiện nay đang dao động trong khoảng từ 64.000 đến 69.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Sáng nay, giá heo hơi ở miền Bắc không có điều chỉnh mới, giữ giá giao dịch trong khoảng 68.000 đến 69.000 đồng chuột kg. Trong đó, mức giá cao nhất cả nước là 69.000 đồng một kg tiếp tục được ghi nhận ở các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội qua khảo trung thị trường miền Bắc nguồn tiêu thụ cao nên mức giá vẫn luôn tốt. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục giữ ổn định giá, thu mua trong khoảng 64.000 đến 68.000 đồng chuột kg. Trong đó, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận vẫn là hai tỉnh giữ giá giao dịch thấp nhất vùng 64.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Giá heo hơi miền Nam cũng không ghi nhận biến động trong phiên sáng nay giao dịch trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng chuột kg. Theo đó, tại năm tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An và Đồng Tháp ghi nhận giá thu mua heo hơi neo ở mức giá cao nhất khu vực 66.000 đồng trên kg. Nhìn chung, giá heo hơi trong nước hiện đang duy trì ở mức ổn định. Đây là giai đoạn giá không có sự biến động lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại và thương lái điều chỉnh hoạt động mua bán. Tuy nhiên, việc giá duy trì ở mức cao tại một số địa phương có thể phản ánh nhu cầu tiêu thụ tăng. Trong khi nguồn cung chưa có sự thay đổi đáng kể. Theo nhận định của các chuyên gia, giá heo hơi trong thời gian tới có thể tiếp tục duy trì ổn định. Tuy nhiên, sự biến động vẫn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, các dịp lễ Tết có thể làm tăng nhu cầu tiêu thụ, khiến giá heo hơi có khả năng nhích lên. Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu thịt đông lạnh gia tăng, trong khi nỗi lo về heo nhập lậu vẫn còn hiện hữu. Qua khảo sát trên toàn quốc, giá heo hơi bình quân đạt mức 66.300 đồng ruột kg. Trong khi đó, tại Trung Quốc, giá heo hơi tiếp tục giảm, hiện ở mức 63.100 đồng 1 kg. Dự báo nguồn cung và tình hình chăn nuôi Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết mặc dù nguồn cung heo hơi có phần hạn chế và bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thị trường từ nay đến cuối năm không cần quá lo lắng về nguồn cung thịt vì đàn heo của các doanh nghiệp lớn vẫn đang phát triển ổn định. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 9, tổng đàn heo cả nước đạt trên 26 triệu con, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm cũng tăng mạnh với 570,8 triệu con, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại chính của người chăn nuôi vẫn là tình trạng nhập khẩu thịt tăng mạnh. Theo tính toán của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số lượng thịt heo tiêu thụ cả năm nay ước khoảng 4 triệu tấn riêng tháng Tết nhu cầu tăng từ 10 đến 15%. Tuy nhiên năm nay, các tỉnh miền Bắc đã bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3, khiến hơn 44.000 con gia súc bị chết, trong đó phần lớn là heo. Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại cho riêng lĩnh vực chăn nuôi khoảng 11.000 tỷ đồng. Tình trạng thiệt hại nặng nề từ các trang trại chăn nuôi lớn đặt ra mối lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao vào thời điểm cuối năm, việc khôi phục hoạt động chăn nuôi đang được các địa phương khẩn trương thực hiện. Để đảm bảo kết nối nguồn cung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tập trung phòng tránh dịch bệnh tốt để đảm bảo tổng đàn không tiếp tục bị hao hụt. Bộ cũng đề nghị các tập đoàn trang trại quy mô lớn tăng đàn, bổ sung nguồn cung thịt lớn trước và sau Tết. Qua khảo sát tình hình chung cả ba miền thị trường đón nhận tín hiệu khởi sắc trở lại khi giá heo hơi ở một số tỉnh miền Nam tăng nhẹ. Giá heo hơi đang ở mức cao và các tỉnh miền Bắc thiệt hại do bão lũ gây ra khiến thời gian gần đây nhu cầu tái đàn tăng mạnh do đó giá heo giống tiếp tục tăng. Hiện tại miền Bắc giá heo giống 1,89 triệu đồng con, miền Trung 1,59 triệu đồng con và miền Nam 1,62 triệu đồng con. Dịch bệnh lan rộng tại nhiều địa phương là một trong những nguyên nhân kìm hãm giá thịt heo tăng mặc dù nguồn cung đang thiếu hụt. Tại các tỉnh thành phía Nam, giá heo hơi giữ ổn định trong thời gian dài và ít biến động hơn so với các vùng khác. Hiện giá thu mua heo hơi trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng một kg. Trong đó, các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Tháp đang giao dịch tại giá 66.000 đồng một kg, cao nhất khu vực. Theo một số chuyên gia trong ngành chăn nuôi, giá heo hơi trứng lại do áp lực từ nguồn heo nhập qua biên giới. Trong khi đó, lượng heo bán chạy dịch bệnh khi chưa đến lứa thu hoạch cũng làm cho giá heo hơi khó tăng lên được. Để tăng cường phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên đàn heo, nhất là dịch tả heo châu Phi, tri cục chăn nuôi, thú y tỉnh Đồng Nai đang triển khai các đợt tiêu độc, khử trùng ở các khu vực chợ và ổ dịch bệnh cũ có nguy cơ cao. Đồng thời, chi cục đẩy mạnh kiểm soát được mua bán, vận chuyển, nhất là nguồn heo con phục vụ cho nuôi heo thịt dịp Tết. Số lượng heo nái thấp hơn trong năm 2024 sẽ dẫn đến sự sụt giảm số lượng heo con được nuôi thịt. Hơn nữa, sản lượng thịt heo trong nửa cuối năm 2025 dự kiến sẽ cao hơn so với nửa đầu năm 2025 do số lượng heo nái sẽ phục hồi vào cuối năm 2024. Sự gia tăng sản lượng này xuất phát từ phản ứng của các nhà chăn nuôi heo và các công ty lớn trước những đợt tăng giá heo gần đây tiêu thụ thịt heo giảm vào năm 2025 chủ yếu là do chế độ ăn thay đổi. Thịt heo vẫn là loại thịt chính, nhưng người tiêu dùng chuyển đổi nhiều hơn sang các nguồn protein động vật khác, chẳng hạn như thịt bò, thịt da cầm và hải sản, nhiều loại trong số đó được coi là lành mạnh hơn. Qua khảo sát chung thị trường giá heo cả ba miền đều có rất nhiều diễn biến tốt, nguồn cung hạn chế, lượng tiêu thụ cao nên giá đang dần tăng thêm mỗi ngày. Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 66.000 đồng 1 kg, vượt lên trên giá heo Trung Quốc 65.000 đồng/kg, trong khi vài tháng trước giá heo tại thị trường này còn cao hơn Việt Nam gần 10.000 đồng/kg. Do nguồn cung thiếu hụt, hiện tại đã xuất hiện tình trạng heo sống nhập qua biên giới vào các tỉnh Đông Nam Bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này. Bên cạnh đó, do nguồn cung heo con thiếu hụt để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi heo thịt vào dịp Tết, một số địa phương đã xuất hiện tình trạng nhập lậu heo con từ Thái Lan về bán. Theo số liệu thống kê, các tỉnh miền Bắc có khoảng 22.514 con gia súc, hơn 3 triệu con gia cầm bị chết do bão lũ vừa qua. Nhiều chuồng trại bị hư hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm trong thời gian tới. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư, sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm. Theo Cục Chăn nuôi số lượng gia súc gia cầm bị thiệt hại do bão lũ vừa qua rất lớn và con số thiệt hại đang tăng từng ngày. Đối với đàn gà bị ngập thì cần loại bỏ những con ướt nhiễm bệnh. Những con giữ được nên thay đệm chuồng, tăng tốc độ gió để chuồng khô, cung cấp dinh dưỡng tăng sức đề kháng. Gia cầm có vòng đời ngắn nên hiện tại có đủ thời gian để chuẩn bị nguồn cung cho thời điểm cuối năm. Cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là hai lĩnh vực có tăng trưởng cao nhất trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Trước ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, giá cả của các sản phẩm ngành nông nghiệp được dự báo tăng giá. Do đó, các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán được cho là sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Giá heo hơi đã quay đầu tăng trở lại kể từ cuối năm 2023 và đang đi ngang quanh mức 65.000 đồng một kg do nguồn cung heo giảm. Năm 2023, người chăn nuôi heo, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ khá e ngại với việc tái đàn do giá heo hơi liên tục giảm và giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao. Bên cạnh đó, dịch tả heo châu Phi xuất hiện trở lại cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý người chăn nuôi. Năm 2024, giá heo dự báo sẽ còn tiếp tục đeo cao cho đến cuối năm, giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp chăn nuôi cải thiện lợi nhuận. Bên cạnh đó, thời gian này cũng là cao điểm sản xuất ở các nhà máy xí nghiệp nhằm phục vụ đơn hàng cuối năm nên việc tăng ca cũng giúp tăng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm. Ngoài ra, thời điểm này cũng trùng với việc kết thúc tháng Vu Lan báo hiếu nên nhiều người ăn chay cũng chuyển sang chế độ ăn uống bình thường. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng là rất cao bởi xu hướng tái đàn ồ ạt, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ trước đây đã bị dịch. Mặc dù đã có vaccine dịch tả heo châu Phi phòng bệnh cho heo thịt, nhưng việc quan tâm, sử dụng vaccine còn hạn chế, tỷ lệ tiêm phòng còn rất thấp. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và công ty chăn nuôi, Nguồn cung thịt heo dự kiến sẽ chưa thể hồi phục ngay bởi việc tái đàn cần nhiều thời gian, lượng heo giống nhập khẩu năm 2024 khá nhỏ giọt. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương khiến số heo bệnh, chết và tiêu hủy tăng. Ngoài ra, lượng nhập khẩu thịt heo không tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy, mặt bằng giá heo dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2024. Dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục neo ở mức cao đến giữa năm 2025. Lý do là tổng đàn heo đang ở mức thấp, việc tái đàn đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh đang phát triển trở lại ở một số địa phương. Mặc dù thị trường ghi nhận nhiều yếu tố bất lợi cho tiêu thụ thịt heo, trong đó có diễn biến dịch bệnh lan rộng, thị trường tiêu thụ thịt heo đang bước vào giai đoạn tiêu thụ thấp điểm nhất trong năm khi trường học đang nghỉ hè. Một bộ phận người dân chuyển sang ăn chay trong mùa vu lan và mùa mưa cũng làm đa dạng nguồn cung thực phẩm. Tuy nhiên giá heo hơi vẫn giữ đạt sấp xỉ 65.000 đồng kg. Đây là mức giá mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.